đang có mặt tại đại lộ Hollywood và đang đứng ở một ngôi sao tên của một người trên đài và mình rất là thích Tom Cruise. Này chị qua thích thôi nha, thì em có thích chị, thì thích mình quá rồi. Hôm nay thì lần đầu tiên Hoa và Hưng Thủy chọn cho mình một bộ áo dài tiết kiệm của Việt Hùng để đến với đại lộ Hollywood, thì nói gì thì quý vị như các bạn cũng thân và Thủy ở Mỹ 14 năm rồi, đã từng trải qua cái đường lộ này rất là nhiều lần nhưng mà